cái thử nãi giảng sanh chi chủ nhân. Gia chi dĩ tích tập thiện căn, ân trì hồi hướng, dĩ thị thắng nhân, tất đắc diệu quả. Gia ở đây có nghĩa là gì? Hành thiện. Thiện là gì? Giúp chúng sanh ly khổ đắc lạc. Phương pháp nào giúp đỡ chúng sanh? Điều này nên biết. Chúng sanh khổ do đâu? Khổ do mê mà có. Trong mê quan trọng nhất là không biết Phật. Phật là gì? Ở trước chúng ta có học định. Phật là trí huệ cựu cảnh viên mãn. Phật là phước báo cựu cảnh viên mãn. Không biết Phật hay nói cách khác trí huệ không có, phước báo không có, đáng thương, phải chịu khổ. Vì thế chúng ta phải giúp họ biết về Phật. Suốt đời Đức Thế Tôn làm công việc này, giúp chúng sanh phá mê khai ngộ. Mỗi ngày giảng kinh thuyết pháp dụng ý ở đâu? Những việc Đức Thế Tôn làm trong đời là phá mê khai ngộ, đoạn nghi sanh tín. Không phải là hai câu này sao? Phật là ai? Phật là chính mình. Trong tự tánh mình vốn đầy đủ trí huệ bát nhã đức tướng. Trong kinh Hoa Nghiêm nói rất rõ ràng, tất cả chúng sanh vốn có. Chính quý vị mê thất tự tánh nên không biết. Khi Phật chưa đến Trung Quốc, tổ tiên chúng ta biết. Tổ tông không gọi danh từ Phật mà gọi là bổn tánh bổn thiện. Chư vị thử nghĩ coi, câu bản tánh bổn thiện này với trong kinh Hoa Nghiêm nói tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng của Như Lai, phải chăng là một ý? Tôi cho rằng là cùng một ý nghĩa. Vì thiện không phải thiện đối với ác. Thiện đó là nói cứu cánh viên mãn, không có chút khiếm khuyết nào. Trong tự tánh chúng ta trí huệ viên mãn, đức năng viên mãn, tướng hảo viên mãn, không có gì không viên mãn. Bổn thiện. Không có gì sai biệt với trong kinh Đại Thừa nói. Chúng ta tương tận lãnh hội, nó khởi tác dụng. Tại thân dân, tại chỉ ư chí thiện. Chỉ ư chí thiện, thiện này là thiện đối với ác. Thân dân là gì? Ngày nay chúng ta nói xã hội hòa mục. Tất cả chúng sanh cùng tôn trọng nhau, cùng thương yêu nhau, cùng quan tâm nhau, tương thân tương ái, cùng hòa một với nhau. Đây là thân dân. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, không có gì không thiện.
đó là hoàn toàn tương ưng với luân thường đạo đức nhân quả. Đây là chỗ nào? Đây không phải là thế giới cực lạc sao? Thế giới cực lạc không phải chính là chỉ ư chí thiện sao? Chỉ ư chí thiện ở thế giới cực lạc đã làm được. Trong biện pháp giới hư không giới, thế giới Tây Phương cực lạc chính là khu thí nghiệm nhỏ. Nó đã làm ra. Chẳng những là cõi thật báo, đến cõi đồng cư, cõi phương tiện của nó đều làm A Duy Việt Trí Bồ Tát, không phải chí ư chí thiện sao? Những điều này rất ít người biết. Họ không tiếp xúc đến Phật giáo. Chúng ta ngày nay Internet và truyền hình vệ tinh làm rồi, thật sự là việc tốt. Không có những công cụ này, chúng ta giảng kinh người nghe có được mấy người? Trong đời này tôi giảng kinh dạy học, nhân số thính chúng nhiều nhất trong giảng đường là trước đây ở Singapore. Giảng đường đó có thể ngồi 800 người. Đây là hiện trường tôi giảng kinh nhân số nhiều nhất. Mấy mươi năm giảng kinh, hiện trường giảng đường không vượt qua 200 người, chỉ hơn 100 người, khi ít thì 30-40 người. Nếu không phải Internet, quốc tế và truyền hình vệ tinh, ai biết được? Dùng công cụ này vượt ngoài dự tính của tôi. Tôi cũng không biết ai làm. Không biết Internet rốt cuộc là người nào làm, đến bây giờ tôi cũng không biết. Vệ tinh tôi biết là Trần Thái Quỳnh làm, là một việc tốt, nhưng xưa nay chưa từng hỏi han, không liên quan đến tôi. Tôi không có nhân lực này, tôi cũng không có tài lực. Đây là người khác nghe thấy thiết, họ đem khuếch đại ra ngoài dự định của tôi. Ngày nay khoa học tiến bộ, giá cả máy móc những thiết bị này hạ thấp rất nhiều. Tôi nghe nói hiện nay muốn làm đài truyền hình vệ tinh này rất rẻ. Thông thường làm xí nghiệp họ có năng lực làm. Chính là không biết. Nó thật sự biết giáo dục thánh hiền, giáo dục Đức Phật, đem đến cho mọi người là trí huệ chân thật, phước báo cứu cánh viên mãn. Ai không muốn làm? Mỗi người đều muốn làm. Tuyệt đối không để một mình Trần Thái Quỳnh làm. Phước báo trí huệ đều bị một mình cô ta hưởng, những người khác đều biết làm. Thiếu sót chính là thiếu nhận thức. Điều này chúng ta không thể không biết. Người trẻ tuổi hiếu học nên đi con đường này. Con đường này rất tốt. Trước đây thầy Phương Đông Mỹ giới thiệu cho tôi, hưởng thụ cao nhất của đời người
tôi không phụ lòng thầy. Đời này của tôi đích thực là sống hưởng thụ cao nhất của đời người. Thầy hoan hỷ. Trước đây thầy đơn độc dạy tôi không hoài công, tôi đã làm được. Vì thầy phải chuyên niệm Phật A-di-đà, phải nên biết tích tập thiện căn, lấy đó để hồi hướng. Hồi hướng là đem tất cả công đức mà mình làm được hồi hướng thực tế. Hồi hướng thực tế là gì? Chính là hồi hướng tự tánh. Dùng cách nói của triết học là hồi hướng bản thể. Bản thể của vũ trụ vạn hữu. Hồi hướng bồ đề chính là hồi hướng tôi chỉ cầu trí huệ. Ngoài điều này ra tôi không cầu gì cả. Thứ ba là hồi hướng chúng sanh. Hy vọng tất cả chúng sanh nghe được Phật Pháp, mỗi người đều có thể giác ngộ, đều có thể đoạn ác tu thiện, đều có thể nâng cao cảnh giới chính mình. Đều có thể sống cuộc đời viên mãn hạnh phúc nhất. Thầy Phương nói hưởng thụ cao nhất của đời người. Đáng để học, đáng để chúng ta hành trì. Làm ra thành tích mọi người đều biết, không làm ra thành tích mọi người không biết, không nhận thức được còn nói chúng ta mê tín. Học Phật sao lại mê như vậy? Sau 30-40 tuổi gặp mặt họ mới giác ngộ, sau khi giác ngộ họ liền tán thán, còn nói anh đi con đường này đúng, thật đã đúng.